Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà thiết kế và xây dựng là 4 tầng, xây độc lập duy nhất một căn, vị trí tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì nằm ở trên mặt ngõ, tuy nhiên không phải là ngõ thông, cách với lại đường ô tô đi lại khoảng tầm 30 m, đường ngõ thực tế trước nhà khoảng tầm 2,5 m, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Vị trí cụ thể của nó thuộc tổ 15, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với hướng nhà là hướng Tây Nam, căn nhà xây duy nhất một căn độc lập, hồ sơ điện nước xong hết, nhà vừa mới hoàn thiện xong theo đúng hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về ở được ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Tầng 1 của ngôi nhà với phần cửa chính thiết kế cho quý vị hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Thiết kế của cái căn nhà này tương đối là hiện đại và hợp lý. Tầng 1 khu vực để xe, phòng bếp, một phòng vệ sinh, diện tích nhỏ, tuy nhiên cái công năng cũng như là cái phần thiết kế của chủ nhà tương đối là hợp lý quý vị ạ. Phần hoàn thiện xong hết 100%, gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá, hệ thống trần thạch cao, hồ sơ điện, hồ sơ nước, lắp đặt hoàn chỉnh xong hết. Với vị trí ngôi nhà này sẽ thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm theo cung đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân, bởi vì nó gần với trục đường quốc lộ 6, gần bến xe Yên Nghĩa, gần tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, xung quanh đầy đủ chợ, trường, phường, trạm, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 Yên Nghĩa, gần với trường đại học Phenica, gần với Đại Nam, gần với trường đại học sư phạm thể dục thể thao, phạm vi bán kính 5 km quay đầu. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà mọi người ạ. Ngoài kia là phần để xe, còn đây là phần phòng bếp. Hoàn thiện của ngôi nhà này thì tương đối, nói chung là đã xong hết rồi. Sáng mua, chiều về ở. Với phần tủ bếp thiết kế cũng MDF chống cong vênh, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ. Trong phòng bếp thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một bộ bàn ăn để thực tế, một chiếc quạt trần. Nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh sẽ quay chuẩn chỉnh cho quý vị về phần đường ngõ, về phần cung đường đi, giá bán để cụ thể ở dưới phần bình luận. Giá bán tại sao phải để ở dưới phần bình luận? Bởi vì là chủ nhà có thể thay đổi lên xuống, cho nên em sẽ thay đổi dựa vào đó để em thay đổi quý vị ạ. Một phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 1. Nói chung là hợp lý, diện tích nhỏ, cho nên là thiết kế công năng hài hòa. Còn để mà nói tuyệt đối tối ưu thì không phải, bởi vì mỗi một khách hàng, mỗi một gia đình là có một cái nhu cầu sử dụng riêng. Có nhà thì ở một thế hệ, có nhà ở hai ba thế hệ, cho nên cái đấy thì tùy mục đích công năng sử dụng. Bởi vậy cho nên nhà nào em cũng quay rất là kỹ lưỡng. Quý vị cứ quan tâm thì có thể theo dõi kênh, bấm vào các video và liên hệ trực tiếp nhà tốt để được tư vấn tốt nhất, chọn lựa cho gia đình mình căn nhà ưng ý nhất. Mời quý vị theo em lên tầng 2 của ngôi nhà. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng khách, một bộ bàn ghế, quạt trần, hệ thống trần thạch cao. Đây là phần không gian phòng khách tương đối là ấm cúng. Có rất là nhiều khách hàng thích phòng khách để kiểu gác lửng như thế này. Tuy nhiên thì cũng có khách hàng thích ở tầng 1. Nói chung là tùy theo cái khổ đất, tùy theo cái thiết kế của từng chủ đầu tư mọi người ạ. Và ở trên tầng 2 thì giật cấp bước lên trên là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Hướng nhà này là hướng Tây Nam, tuy nhiên như quý vị nhìn thực tế là bên đối diện với nhà này là đã có nhà xây rồi, cho nên nó không bị nóng, không bị nắng. Cửa sổ mở ra để lấy thoáng ánh sáng vào trong không gian phòng. Trong phòng ngủ này thì chủ nhà thiết kế cho quý vị giường tủ đúng như ở trên video. Một chiếc tủ kéo, một chiếc giường 1,6 m, 2 m. Bộ rèm cửa. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới bên ngoài. Căn nhà này thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc mọi người nha. Nói chung là xung quanh đầy đủ tiện ích cho quý vị sinh sống và sinh hoạt, đi lại cung đường con cái đều rất là thuận tiện. Quý vị cứ tham khảo cái quãng đường đi và cái giá để xem mình có phù hợp với hay không. Tất cả những căn Ngọc Ánh quay lên đều pháp lý chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm về mặt pháp lý. Sau đây mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ phía bên trong. Đầy đủ ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao, giường, tủ. Căn nhà này pháp lý, sổ sách, chuẩn chỉnh,
sáng mua chiều có thể bàn giao nhà được luôn. Đó. Chỉ trừ trường hợp khách mà vay ngân hàng thì cái thời gian cũng như thủ tục nó làm lâu hơn thôi mọi người ạ. Đây là phần phòng vệ, phòng ngủ. Phòng vệ sinh thì để giữa hai phòng mọi người nha. Nói chung quý vị hoàn toàn yên tâm. Ngọc Ánh quay, luôn luôn quay kỹ lưỡng từ tầng 1 cho tới lên các tầng. Quý vị cố gắng xem, tham khảo hết từ tầng 1 cho tới lên tầng trên cùng để xem thiết kế như thế nào. Còn cái quãng mà Ngọc Ánh review, ví dụ đường ngõ chẳng hạn, nó cách với đường ô tô bao nhiêu, đường ngõ thực tế trước nhà thì là chuẩn 100% quý vị nhé. Và mời quý vị lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà của em nhé. Và tầng 4 thiết kế ra sao? Trên phía tầng 4 đi lên có một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 thiết kế khu vực để máy giặt riêng. Thực tế đấy ạ. Đây, khu vực để máy giặt riêng. Một phòng riêng, phòng này quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Như vậy, với căn nhà 4 tầng, thiết kế tầng 1 phần để xe, phòng bếp, một phòng vệ sinh, tầng 2 một phòng khách, một phòng ngủ, tầng 3 hai phòng ngủ thoáng trước sau, tầng 4 một phòng riêng, phòng thờ, sân phơi. Đây ạ. Và quý vị có thể nhìn thực tế hàng xóm xung quanh. Giá bán em sẽ để cụ thể ở dưới phần bình luận. Quý vị muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, liên hệ trực tiếp với nhà tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà mơ ước nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.